Việc làm YouTube rồi đạt nút bạc, nút vàng giờ đã phổ biến hơn rất nhiều. Nhưng nút kim cương thì không, đặc biệt là ở Việt Nam, khi tổng số kênh sở hữu danh hiệu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhằm kỷ niệm 10 năm YouTube chính thức hoạt động tại Việt Nam, hãy cùng mình trò chuyện cùng anh Ben Eagle. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, anh Ben đã trở thành nhà sáng tạo nội dung đạt nút kim cương nhanh nhất lịch sử Việt Nam. Đến nay, thì nhờ kho video viral đổ sộ mà Ben Eagle đã trở thành kênh YouTube lớn nhất nước ta. Có thời điểm, gia tốc tăng trưởng của kênh Ben Eagle còn lên tới 2 triệu subscribers mỗi tháng. Trong buổi nói chuyện này, hãy cùng mình tìm hiểu động lực. YouTube là một nền tảng, là một sự nghiệp có thể cống hiến cả đời được. Những đánh đổi. Nhưng mà bản thân anh, một ngày anh đăng 12 clip và anh đã hy sinh rất nhiều, anh đổ ra rất nhiều thời gian, mồ hôi, chất xám, chi phí. Tinh thần. Anh không bao giờ quên được cái võ thuật nó dạy cho anh, đó là gì? Thắng không kêu, bại không nản. Và ước mơ của nhà sáng tạo nội dung vô cùng đặc biệt này nhé. Hãy tham gia vào cộng đồng và làm sao cho cộng đồng mình nó đông lên, nó lớn mạnh lên. Nó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người trong cộng đồng YouTube Short của Việt Nam mình rất là đông. Thì lúc đó YouTube nó bên Mỹ, các lãnh đạo bên Mỹ bay về Việt Nam, xong rồi tổ chức những event, những chương trình workshop ở Việt Nam cho YouTuber Việt Nam mình, rồi bắt đầu cập nhật thêm những tính năng mà bên Mỹ đưa về Việt Nam mình để ưu tiên, ưu ái cho thị trường Việt Nam mình nữa. Thì lúc đó cái thị trường YouTube và các YouTuber Việt Nam mình cực kỳ sướng và thu hoạch được rất nhiều giá trị, chứ không chỉ là kiếm tiền YouTube nữa. Thì lúc đó mình sẽ có tiếng nói trên toàn cầu luôn. Xin chào anh Ben Eagle, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia The Creator ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả quý khán giả đang xem trên kênh Spider Room. Mình là Ben, chủ sở hữu kênh YouTube Ben Eagle. Anh Ben ơi, em khá là muốn hỏi một vài thứ trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Em rất là ấn tượng với chiếc khung này. Chúng ta không chỉ có những cái nút bạc ở phía trên kia, chắc là cam toàn của máy có thể nhìn thấy, và chúng ta có tận 2 nút vàng và 1 nút kim cương. Em muốn hỏi là anh mất bao nhiêu lâu để có thể đạt được tất cả những thành tựu này? Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là Ben đã xây kênh YouTube và làm YouTube được gần 3 năm. 3 năm mà anh đã ngay lập tức đã trở thành gọi là kênh YouTube có nhiều lượng subscribers lớn nhất Việt Nam. Vậy thì anh có cảm nghĩ gì về thành tựu đấy không? Nếu nói về cảm nghĩ về thành tựu thì Ben chỉ có vui mừng và hạnh phúc thôi. Tại vì Ben biết là có rất là nhiều các creator cũng làm YouTube nhưng mà trải qua rất là nhiều năm vẫn chưa thể nào chinh phục được nút kim cương, và số lượng nút kim cương ở Việt Nam vẫn còn đang rất là ít. Và bản thân mình mới chỉ gần 3 năm mà đã chinh phục được nút kim cương, thì đây là một cái may mắn khiến cho mình vô cùng vui và hạnh phúc, cũng như là bản thân mình cũng rất là hãnh diện, cũng như là mình cảm thấy vô cùng hào hứng trên con đường mà mình đang đi. Từ góc độ của em nhé, em xin phép chia sẻ là em nghĩ là để đạt được tất cả những thành tựu này thì may mắn đúng là nó có đóng một yếu tố, nó đóng một vai trò rất là quan trọng, nhưng mà em nghĩ là khó để chỉ may mắn thôi mà đạt được những cái này. Em nghĩ là nó sẽ đến rất nhiều từ những cái sự cố gắng, sự phấn đấu, và thậm chí là cả những cái tư duy, những cái bài học, và những cái em nghĩ là cả những cái lỗi sai mà anh đã phải trải qua trên quá trình đạt được những cái thành tựu này. Thì em rất là muốn cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của anh em mình, em muốn đào sâu vào những cái phần đó. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến đấy thì em muốn có cơ hội để làm quen với anh trước qua một vài câu hỏi nó rất là đơn giản thôi. Và bởi vì hồi trước em làm nội dung chủ yếu là về mảng phim, nên em muốn đặt một câu hỏi, đó là bộ phim hay là ngôi sao võ thuật nào mà anh thần tượng nhất? Bởi vì kênh của anh em thấy có rất nhiều yếu tố liên quan đến võ thuật. Bản thân Ben thì không có một cái nhân vật võ thuật nào mà Ben thần tượng nhất cả, mà Ben chỉ lấy những nhân vật võ thuật và những võ sĩ nổi tiếng trên thế giới để làm cái tấm gương để cho mình noi theo, mình học tập, mình rèn luyện đạo đức tinh thần của mình. Và thông qua đó mình sẽ có những cái tư duy để mình có thể hướng tới trở thành một con người tốt và làm được những cái điều nó tốt đẹp, nó thành công hơn trong cái công việc và cuộc sống của mình. Vậy thì anh là một võ sư đã theo nghiệp võ phải đến nay 25 năm, trời ơi. Thế thì em tôi muốn hỏi là điều gì đã khiến anh bắt đầu với cả nghiệp võ? Điều mà khiến cho Ben bắt đầu với nghiệp võ là hồi nhỏ là Ben thấy mẹ rất là yếu đuối và nhút nhát. Và Ben thì rất là thương mẹ, cho nên là Ben muốn trở thành một cái người đàn ông trụ cột trong gia đình để có thể lo lắng, bảo vệ được cho những người phụ nữ trong gia đình của mình, nhất là mẹ của mình. Những lần mà thấy mẹ sợ hãi cái này cái kia thì Ben rất là thương mẹ, cho nên là mình mong muốn mình là một người hùng trong mắt của mẹ. Và cái thứ hai nữa là cái thời điểm mà Ben đi học á, thì Ben là một cái người nhỏ nhất trong lớp và hay bị những cái bạn đầu gấu trong lớp ăn hiếp.
Ben rất là thường xuyên bị các bạn ở ăn hiếp, kiểu như là hay kiếm chuyện với mình nè, rồi hay đánh mình nè. Thậm chí là có một lần Ben nhớ mãi tới bây giờ không bao giờ quên, nó giống như một nỗi ám ảnh. Đó là khi mà Ben làm sao đỏ, Ben trừ điểm một số bạn. Thì cuối cái ngày đó thì các bạn ấy đã kéo khoảng 20 người chặn đường Ben và đuổi đánh Ben. 20 người đúng rồi. Và có cả anh em giang hồ bên ngoài nữa. Chỉ vì là Ben trừ điểm các bạn đó vi phạm trong trường thôi. Và họ đuổi đánh về tới tận nhà, Ben phải khóa cửa lại và trốn ở trong nhà luôn, không dám ra ngoài luôn. Một thời gian dài sau thì ba của mình mới lên trường để gặp ban giám hiệu để mà nhờ cơ quan chức năng cũng như là ban giám hiệu nhà trường giải quyết, thì lúc đó Ben mới thoát nạn được. Và đó là một cái nỗi ám ảnh với Ben. Và sau những cái lần mà bị bạo lực học đường như vậy á, thì Ben đã quyết định đi học võ để tự bảo vệ bản thân mình khi mà có sự cố xảy ra. Và với một cái tinh thần như vậy thì Ben đã quyết tâm luyện võ rất là nhiều, và Ben đã rất nhanh để có thể cực kỳ giỏi trong võ thuật. Em muốn quay lại một chút về hành trình 25 năm nghiệp võ của anh. Thì đâu là cái khoảnh khắc mà anh quyết định là tôi muốn đi theo con đường này một cách chuyên nghiệp và tôi muốn dấn thân xa hơn, thậm chí là lấn cả vào mảng điện ảnh? Ngày xưa khi mà anh còn nhỏ này nè, là anh đã xem rất là nhiều những bộ phim võ thuật, và anh ước mơ mình trở thành cái nhân vật chính trong những bộ phim đó. Anh trở thành những người anh hùng, có thể đi trừ gian diệt ác, có thể đi cứu những người yếu thế, giúp đỡ những người khó khăn hơn. Và đặc biệt là thấy chuyện bất bình là mình sẽ đủ nghị lực, sức mạnh, kỹ năng để mình có thể ra tay tương trợ, giúp đỡ mọi người. Và anh là một người cực kỳ ghét những cái thế lực xấu và những cái ác nó đang tồn tại xung quanh xã hội bây giờ. Anh muốn bài trừ nó. Và thông qua cái lý niệm đó, ngay từ nhỏ đã xuất phát trong cái mindset của anh rồi. Và anh luôn mong muốn làm sao đó lớn lên anh sẽ trở thành những nhân vật như vậy. Và khi lớn lên anh tiếp xúc với võ thuật là anh đã tiếp cận được một cái đầu tiên, đó là anh được luyện võ rồi, là đam mê về võ thuật rồi. Và cái thứ hai, khi mà anh biết tới là điện ảnh và anh có cơ duyên tiếp xúc với những bộ phim và anh được cho tham gia đóng những cái cảnh phim về võ thuật á, thì lúc này anh mới thấy được rằng là hình như ước mơ của mình đã được hiện thực hóa. Và anh bắt đầu anh rất là đam mê khi mà anh đi đóng những bộ phim vậy, anh được xuất hiện trên màn hình rồi anh thi triển võ thuật này kia các thứ, và anh được cảm giác như anh trở thành cái mà anh đang mong muốn từ nhỏ. Và chính cái thời điểm đó anh đã quyết định là cuộc đời này của anh sẽ cống hiến hết cho điện ảnh. Và cái mảng mà anh đi đó chính là hành động võ thuật, và anh chỉ làm phim về võ thuật thôi, chứ anh không làm những cái dạng phim như tình cảm hay là hài hước hay là gì đó. Nó chỉ là những cái yếu tố thêm vào gia vị thôi. Còn cái mạch chính của anh vẫn sẽ cống hiến hết mình cho phim hành động võ thuật của Việt Nam. Từ một đạo diễn võ thuật, điều gì đã mang anh đến với cả mảnh đất của việc sáng tạo nội dung? Thì cái cơ duyên này không thể thiếu được một cái đại dịch, đó là Covid. Nếu như không có đại dịch Covid thì chắc chắn Ben vẫn chỉ đang là một đạo diễn võ thuật thôi, và hoàn toàn người ta sẽ không biết đến kênh YouTube Ben Eagle hay là TikTok hay bất cứ một cái gì cả. Tại vì sao? Tại vì cái khi mà dịch Covid nó đến á, thì tất cả các ngành nghề đều bị đóng băng hết, trong đó có nghề làm phim. Và tụi anh bị ế xô trong suốt một khoảng thời gian cực kỳ dài, thì tụi anh không có phim để đi và không có việc để làm, và hầu như là thất nghiệp, không có tiền. Và cái quan trọng nhất là trong khoảng thời gian dài đó thì không được vận động, cho nên rất là ngứa tay ngứa chân. Thì anh mới rủ các đệ tử của anh là hay là bây giờ mình cứ về nhà thầy xong rồi mình tập võ với nhau ở nhà thầy đi. Tại vì lúc đó là trung tâm cũng đóng cửa hết rồi. Thì về nhà mình tập cho nó đỡ ngứa tay ngứa chân, rèn luyện sức khỏe. Rồi bây giờ cũng muốn đóng phim nhưng mà không có phim để đóng, thì bây giờ là mình quay clip. Thì lúc đó anh quay clip anh đăng lên mạng xã hội. Thì anh không hiểu sao ngày xưa cũng đăng lên mạng xã hội mà đâu có ai coi đâu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên anh đăng lên mạng xã hội có quá trời người coi luôn. Thật ra cái cơ duyên nó xuất phát từ cái việc mà Covid chứ. Thì ai cũng ở nhà, ai cũng thất nghiệp hết, và mọi người không có việc gì để làm, ai cũng suốt ngày chỉ lướt điện thoại thôi, lướt mạng xã hội xem thôi. Thì vô tình cái thị trường user ở trên mạng xã hội nó tăng đột biến. Chính vì vậy mà nó đưa về một cái lượng traffic rất là lớn về cho cái kênh của anh. Và khi mà anh đăng video lên đó thì rất là nhiều khán giả họ vào họ xem. Họ xem xong thì họ lại cảm thấy rất là hứng thú, và họ nói với anh, họ comment đó, họ bảo là Ben hãy làm nhiều video hơn đi cho họ tự tập ở nhà. Tại bây giờ chính họ cũng không có đi ra ngoài để mà tập luyện được, tất cả các trung tâm đều đóng cửa hết rồi. Thì ở nhà không có ai dạy cho họ hết,
mà cũng không có một cái giáo án gì chuẩn hết. Thì khi họ nhìn thấy những cái kỹ thuật của Ben thì họ nhận định Ben là một người có kỹ thuật chuyên môn mà, cho nên là họ muốn Ben hướng dẫn họ tập luyện online và Ben tiếp tục làm video clip để mà đăng lên mạng xã hội. Thì khi mà khán giả xem nhiều thì bắt đầu họ gợi ý là hay là live stream đi, live stream để mà tập trực tiếp với nhau online. Thì anh cũng thử live stream, thì anh live stream anh dạy ở nhà thì trên nền tảng online thì rất là nhiều khán giả ở khắp mọi miền tổ quốc bắt đầu họ vô họ coi, cả nước ngoài, anh thấy nước ngoài cũng vô coi nữa. Xong rồi họ tập theo anh, họ hỏi và anh trả lời trực tiếp trên cái live stream đó về những cái động tác võ thuật. Và cứ như thế thì anh xây dựng được một cái lượng khán giả rất là lớn trên các kênh mạng xã hội của mình. Và khi mà hết dịch thì anh ra đường rất là nhiều người họ nhận ra mình. Em biết cái cảm giác mà làm phim, làm đạo diễn hành động, làm các cái đơ 15 năm mà không ai biết tới mình. Không ai biết tới mình. Cái nghề các cái đơ á, là em biết là thứ nhất là cái bán mạng để kiếm tiền. Cái thứ hai là chỉ có diễn viên chính, diễn viên thật lộ diện là có cái name thôi, có mới được biết đến. Nhận biết đến và nhận hào quang thôi. Còn những người mà đứng sau và đóng thế hoặc là chỉ là thực hiện những cái mà phía sau ống kính á, thì hầu như không ai biết đến hết. Và bản thân anh làm nghề 15 năm không ai biết tới anh hết. Nhưng mà tự nhiên dịch Covid nó đùng cái nó đổ, nó xảy ra rồi anh ở nhà anh làm clip chơi, anh live stream, mà tự nhiên hết dịch cái anh ra đường, nó quá trời người biết tới anh luôn. Họ nhận ra anh, họ gọi tên anh, họ xin chữ ký, họ xin chụp hình anh. Và anh cảm thấy wow, chuyện gì xảy ra thế này. Và một cái điều mà trong suốt bao nhiêu năm qua anh làm nghệ thuật mà không có được, mà anh cũng rất là khao khát, mà tự nhiên đùng một cái bây giờ lại có được. Và anh rất là sướng, cái thời điểm đó anh sướng lắm. Anh nghĩ nếu ai rơi vào trường hợp của anh họ cũng sướng thôi. Cực kỳ thích luôn, cực kỳ hạnh phúc luôn. Và đó là cái động lực để cho anh tiếp tục sản xuất video, tiếp tục xây kênh, tiếp tục live stream để chia sẻ với khán giả và tiếp tục làm những cái nội dung nó hay hơn, nó thú vị hơn để cho khán giả xem và trải nghiệm giải trí mà họ không cần phải trực tiếp gặp mình. Em rất ấn tượng một cái ý mà cái buổi nói chuyện gần nhất anh em có trao đổi với nhau, là anh có sử dụng cái cụm từ ý trời. Anh cảm giác như kiểu đúng kiểu cái việc Covid đến và anh làm content và cái content của anh nó được khán giả đón nhận một cách rất là nồng nhiệt, đó là ý trời. Vậy thì anh nghĩ là bao nhiêu phần trăm là ở trong cái sự thành công của mình là do may mắn và bao nhiêu phần trăm là do đấy là một thứ mà mình đã thật sự cố gắng và do mình? Anh vẫn hay nói với rất là nhiều người bạn xung quanh anh á, là cái thành công của anh á, đúng là theo ý trời. Tại vì sao? Tại vì nếu như không có dịch Covid thì chắc chắn bây giờ người ta vẫn không biết Ben Eagle là ai. Và ông trời ổng cho mình một cái cơ hội để mình có thể phát triển bản thân mình. Và ý trời nó là một, nhưng bên cạnh đó anh nghĩ là nó còn phải có sự nỗ lực và nắm bắt cơ hội của mình nữa. Tại vì nếu nói là ý trời thì khi mà dịch Covid nó xảy đến thì toàn cầu đều như nhau. Gần 100 triệu người Việt Nam hay là 8 tỷ dân thế giới thì họ đều phải gánh cái chung một cái số phận mà. Vậy thì những tại sao có người làm được, người không làm được, thì ngoài cái việc mà ý trời ra thì còn phải phụ thuộc vào việc là mình là người biết nắm bắt cơ hội. Và anh là người đã nhìn ra được cơ hội khi mà nó có hiệu ứng. Những cái video của anh khi mà nó lên được xu hướng á, và có nhiều khán giả đón nhận á, thì anh thấy ở đây là cái sân chơi, đây là cái môi trường nó dành cho mình, thì anh nắm bắt cơ hội này để anh phát triển tiếp. Đó. Và cái thứ hai nữa là cái anh nghĩ là 80% nó sẽ liên quan tới sự nỗ lực. Tại vì sao? Tại vì nhiều người họ ganh tị với anh là tại sao anh chỉ mới có 2 năm 7 tháng anh đã trở thành kênh YouTube có lượng sub cao nhất Việt Nam. Và anh chỉ cần mất 2 năm thôi là anh đã lấy được nút kim cương. Và anh là người có lấy được nút kim cương tốc độ nhanh nhất Việt Nam. Nếu như anh không đăng clip, anh không sản xuất video mỗi ngày, nếu như anh không cày ngày cày đêm bào clip liên tục, thì làm sao có được cái kết quả đó. Anh giao lưu rất là nhiều thì anh phát hiện ra có nhiều creator một tuần họ chỉ đăng một clip hoặc là hai clip, hoặc là nhiều lắm thì có những người họ cố gắng thì mỗi ngày họ đăng một clip. Nhưng mà bản thân anh một ngày anh đăng 12 clip. Em hiểu không? Có nghĩa là ví dụ như một ngày anh đăng 12 clip thì tương đương là một tháng 30 ngày là 360 clip. Nếu như người khác một ngày đăng một clip là một năm 360 ngày là họ cũng có 360 clip. Tức là người khác bạn làm một năm bằng anh làm một tháng. Thì ví dụ như người ta làm 10 năm thì bằng anh 10 tháng. Vậy thì người ta 10 năm lấy được nút đó thì anh 10 tháng lấy được nút đó. Thì rõ ràng là nó không phải dựa vào may mắn ở đây. Mà thật sự anh đã cực kỳ nỗ lực trong khoảng thời gian này để anh xây kênh của anh. Và anh đã hy sinh rất nhiều, anh đổ ra rất nhiều thời gian, mồ hôi, chất xám, chi phí. Tại vì các bạn đồng hành diễn với anh
làm việc chung cho anh, để hỗ trợ anh để làm những video đó, anh đều phải có cái thu nhập ngược lại cho họ. Chứ anh đều phải nuôi họ, chứ không thì tiền đâu mà họ sống. Đó, và chính vì cái sự hy sinh và cống hiến của anh như vậy thì đổi ngược lại, anh đã làm được rất nhiều video. Anh đã gửi đến cho khán giả của anh trên toàn thế giới xem rất nhiều nội dung thú vị, hấp dẫn. Tại sao anh tự tin nó là thú vị? Nếu nó không thú vị thì chắc chắn người ta sẽ không xem, người ta sẽ không sụp, đúng không ạ? Đó, thì chính vì anh liên tục cống hiến, liên tục ra video, liên tục gửi đến những cái nội dung, những sản phẩm mới cho khán giả trên toàn thế giới xem miễn phí. Và chính vì họ thấy được cái sự nỗ lực đó của anh, và họ thấy được kênh anh đem lại giá trị, cho nên là mọi người trên toàn cầu mới theo dõi kênh của anh. Và chính nhờ cái sự ủng hộ của khán giả đó, và anh đã có được những cái cột mốc thành tích như hiện tại bây giờ mọi người cũng thấy. Và anh nghĩ là 80% nó là sự nỗ lực, hy sinh và cống hiến. Khi mà em đọc về anh, và em có đọc qua cái thông tin là anh lên 12 cái short, 12 video ngắn một ngày, thật sự em đã suýt nữa té ghế. Bởi vì ở trong cái mảng của em thì một tuần em chỉ lên khoảng 7 cái video dài và 3 cái video ngắn thôi. Và bọn em đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể đáp ứng được cái con số đấy rồi. Nhưng mà anh lên 12 video ngắn một ngày liên tục trong vòng kiểu phải 3 năm, 2 năm, hơn 2 năm. Nếu mà nó là động lực từ riêng anh, đúng không? Tức là nó là một cái mục tiêu cá nhân của mình, và mình làm một mình thì ok, có thể hiểu là tôi sẵn sàng làm cái này làm cái kia để làm mục tiêu của tôi. Nhưng mà làm thế nào để anh có thể truyền tải cái năng lượng đấy cho tất cả mọi người xung quanh và giữ được cái tinh thần đồng đội hướng về một mục tiêu đấy? Anh không bao giờ quên được cái mà võ thuật nó dạy cho anh, đó là gì? Thắng không kêu, bại không nản. Và đây cũng là kim chỉ nam cho cái lý tưởng sống của anh. Khi mà anh gặt hái được những thành công, anh cũng không bao giờ tự mãn, anh không bao giờ tự cao, và anh cũng không bao giờ ăn mừng ngủ quên trên chiến thắng. Và anh vẫn liên tục làm. Nhiều người lấy được cái nút bạc xong là mừng, xong rồi là ok, ăn chơi hưởng thụ. Hoặc là nút vàng là thế là đủ rồi. Hoặc là nút vàng là đủ rồi, thôi không cần nỗ lực nữa, vậy là họ xong rồi, họ dừng lại ở đó. Và họ cảm thấy hài lòng. Nhưng mà ở đây tụi anh không như vậy. Tại vì cái ước mơ tụi anh lớn lắm. Anh ước mơ sau này anh có thể giúp được rất là nhiều người khó khăn có thể cải thiện cuộc sống. Và sắp tới mỗi tháng anh sẽ xây tặng một căn nhà tình thương cho người nghèo. Thì anh cần rất là nhiều tiền mỗi tháng. Vậy thì em bảo nếu như dừng lại cái nút vàng thì không bao giờ thực hiện được ước mơ. Đó. Và bại không nản nghĩa là sao? Có nghĩa là chắc chắn anh không cần nói thì em hay tất cả mọi người khán giả đều sẽ biết được là trong quá trình mà anh làm, anh xây kênh hay là anh dẫn dắt đội ngũ của anh, không thể tránh được những cái sai sót và thất bại. Ai cũng vậy thôi. Không có bất cứ một người thành công nào mà đi một cách thuận lợi trơn tru trên con đường của mình mà đạt được thành công hết. Và không có con đường thành công nào trải hoa hồng hết. Rất nhiều khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nói thôi, anh một ngày mà anh làm được 12 shot để đăng lên liên tục, hàng ngày đều đặn, không bỏ ngày nào, đó là cái khó khăn mà không phải ai cũng làm được, đúng không? Anh ngày nào anh phải anh một ngày anh chỉ ngủ 4-5 tiếng, nhiều lắm là 6 tiếng, xong rồi sáng dậy sớm đi quay từ chiều tới tối, xong về đưa clip cho các bạn và cũng ngồi dựng, quay dựng, ngày nào cũng quay dựng liên tục, đâu có thời gian để nghỉ ngơi đi chơi đâu. Anh không biết ăn chơi là cái gì luôn á, anh không biết đi chơi gọi là cái gì luôn, đi chơi với anh là một điều rất là xa xỉ luôn đó. Anh chỉ có làm bào vậy thôi. Đó rồi. Và khi mà gặp rất là nhiều khó khăn khác, ví dụ như thời gian đầu của anh đâu có tài chính đâu. Cái thứ hai là anh cũng đâu có nhiều mối quan hệ đâu. Anh chỉ có những bạn đệ tử của anh, đó là những người đồng hành với anh trong suốt quá trình xây kênh. Và các bạn cũng không có nhiều cái kỹ năng nghiệp vụ hay gì cả, và bắt đầu mọi người đều phải tự học, đều phải tự trau dồi rèn luyện. Nói chung là rất nhiều cái khó khăn. Và khi mà tụi anh gặp thất bại, có lúc có những kênh trong các bạn còn bị tắt kiếm tiền, phải làm sao, rồi ví dụ như có những lúc mà bị flop, bị vi phạm, rồi có những lúc là bị người này người kia chê bai dè biểu, rồi bị những cái comment tiêu cực này cái thứ, người ta làm cho mình bị nản chí hay này cái thứ, rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà khi khó khăn nó đến á, tụi anh không có nản. Tụi anh sẽ lấy nó làm động lực để tụi anh tiếp tục cải thiện, và tụi anh sẽ phấn đấu nữa. Và từ đó cứ liên tục tiến bộ, liên tục cải thiện để hoàn thiện và đưa ra được cái công thức thành công cho cái team của mình. Và khi tụi anh tìm được công thức rồi á, là tụi anh sẽ dựa vào đó để tụi anh tiếp tục làm để ngày càng gặt hái những cái nấc thang thành công cao hơn nữa. Và tụi anh không bao giờ nản chí khi mà gặp khó khăn hay thất bại. Thắng không kêu, bại không nản. Và đó là những cái yếu tố anh nghĩ là nó đang đúc kết, nó đang hỗ trợ cho cái team của anh và chính bản thân anh đang xây cái kênh của mình có được cái bước đi nó vững chắc như thời điểm hiện tại bây giờ.
khi mà em mở cái mảng short của anh ra thì em thấy cái video nhiều views nhất là có 315 triệu, và trong đó 20 cái top views của anh là cái nào cũng kiểu nó phải lên đến cả chục triệu views. Vậy thì khi mà đã làm một cái số lượng content khổng lồ đến mức như vậy, và trong đó cũng có rất nhiều những cái video nó gần như là đã viral và cực kỳ thành công, vậy thì em khá là tò mò là liệu có cái mẫu số chung hoặc là có cái công thức nào ở đây để có thể đạt được những con số đáng kinh ngạc như vậy không? Có em. Để có được một cái kho clip viral khủng như anh hiện có, và có những cái clip nó lên tới hàng trăm triệu view như vậy, thì chắc chắn không thể nào mà dựa vào may mắn. Nếu mà gọi là may mắn hoặc hên xui á, thì lâu lâu có một cái thôi. Chứ không thể nào mà nó có quá nhiều như vậy được, đúng không nào? Và nó lại liên tục tới bây giờ và hàng ngày. Và hiện tại bây giờ em lên top trending của YouTube, em vẫn thấy có video của anh trên top trending mà. Đó, giờ em coi đi là có luôn. Vâng. Đó, thì tại sao nó lại có được cái điều đó và liên tục nó làm được? Em rất tò mò về khía cạnh đấy đấy. Thì tụi anh có công thức. Ừ. Anh là người đã dùng chính cái kênh của anh ra để làm chuột bạch. Anh đã thí nghiệm tất cả các hướng đi. Ví dụ như có lúc anh chỉ đăng một clip một ngày. Rồi có lúc anh đăng là 15 clip một ngày. Để xem nó khác biệt như thế nào. Rồi có những lúc á là anh thử ngưng đăng xem như thế nào. Có những lúc thì anh thử sử dụng lại nội dung. Có nghĩa anh up lại cái clip trước đó xem như thế nào. Rồi có những lúc thì anh lại dùng cái nội dung của anh thử đăng lên một kênh khác xem như thế nào. Nói chung là anh thử rất là nhiều cách, anh trải nghiệm rất là nhiều các cái phương thức để xây kênh khác nhau, và dùng cái kênh của mình ra để làm chuột bạch, làm thí nghiệm luôn. Và thông qua suốt quãng thời gian dài thí nghiệm đó, anh rút ra được rất là nhiều cái bài học. Và anh phân tích, anh sâu chuỗi lại và anh tìm ra được cái công thức, không chỉ là công thức viral cho video mà còn hiểu rõ về thuật toán của nền tảng luôn. Và thông qua nhiều cái thu hoạch như vậy thì anh, khi mà anh đưa ra kịch bản cho một video á, anh phải tự đặt câu hỏi là liệu cái kịch bản này nó có đúng công thức chưa, nó còn thiếu cái gì trong cái yếu tố để viral hay không. Và khi mà nó có rồi á là anh đưa vào sản xuất xong, edit xong, anh bắt đầu anh đặt dấu hỏi liệu người ta coi thì nó có wow hay không, nó có viral hay không. Và anh liên tục như vậy, anh rất là nghiêm túc trong cái vấn đề là đưa công thức vào. Và chính vì cái việc anh đưa công thức viral vào video của anh á, cho nên là chỉ có video nào anh cảm thấy nó có thể viral thì anh mới đăng, còn và anh mới sản xuất. Còn nếu như cái nào anh cảm thấy nó không viral, nó không thể thu hút, nó không có gì thú vị hết là anh không sản xuất luôn, anh không làm luôn, anh bỏ luôn. Đó, và cứ như thế, cho nên là em thấy là cái sự sàng lọc nội dung trên kênh của anh nó rất là kỹ. Và anh đưa những cái yếu tố điểm wow, những cái yếu tố viral vào trong video của anh nó rất là nhiều. Và đó chính là cái lý do tại sao khiến cho anh có nhiều video viral đến mức như vậy trên kênh của mình. Vậy thì sau 2 năm và 7 tháng và rất nhiều nút vàng và một nút kim cương ở đây, thì đâu là những cái tiêu chí khiến anh cảm thấy là ok, cái video này đủ tiêu chuẩn để lên kênh của mình? Ok, nếu mà để trong cái chương trình như thế này để mà mình anh chia sẻ, anh training cho mọi người thì chắc chắn là không thể nào mà nói xuể rồi. Thì anh có thể điểm lại một vài cái yếu tố ở đây để có thể chia sẻ với cả em cũng như là quý vị khán giả, để mọi người có thể thu hoạch được cái gì đó cho cái quá trình làm của mình ha. Vâng. Cái này là một số cái mà anh rút ra được nè. Ví dụ là trong một cái short thì nó phải có ít nhất một điểm wow. Điểm wow ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là phải khiến cho người ta bất ngờ. Người ta không đoán trước được là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Đó. Khi người ta coi mà tự nhiên tới cái điểm wow đó, người ta mắc cười, hoặc người ta hết hồn, hoặc là người ta cảm thấy nó trời, sao mà đã quá vậy, đã cái nương người ta quá vậy, là người ta sẽ rất là thích. Đó. Cái thứ hai là kịch bản phải ngắn. Có nghĩa là nó rơi vào tầm 15 đến 20 giây thôi, hoặc là tối đa 25 giây thì là dễ viral nhất. Còn mà ngắn quá cũng không được, mà dài gần ví dụ như khoảng 50 giây, 60 giây cũng không được. Có nghĩa là nó phải nằm trong cái khoảng thời gian 15 đến 25 giây là dễ viral nhất. Người ta dễ coi đi coi lại. Đó, về cái gọi là về cái thời lượng. Vâng. Rồi thêm một cái nữa, đó là gì? Là mở đầu. Có nghĩa là anh làm short là trong 3 giây đầu tiên là anh đã vào câu chuyện rồi, anh đã có cái cho người ta coi rồi. Nhiều khi chỉ cần mở cảnh giây đầu tiên thôi là cái đã khiến người ta tò mò, người ta muốn ở lại, người ta coi cho hết rồi. Đúng rồi. Anh vào câu chuyện ngay lập tức, anh không lề mề. Chứ người ta phải dẫn chuyện, người ta lề mề tới giây thứ 5 bắt đầu mới vô câu chuyện, đúng không? Thậm chí có người tới giây thứ 7 mới bắt đầu vô câu chuyện của họ. Nhiều khi tới giây thứ 3 không có gì coi là người ta đã lướt đi rồi. Đúng rồi, cái nhất là cái văn hóa hiện tại mà họ cứ lướt liên tục ấy. Ngay từ cái frame đầu tiên mà không có một cái gì thú vị là họ sẽ bỏ qua luôn. Anh phát hiện ra được á là ở Việt Nam mình á, cái thói quen của các user khi mà nước mạng xã hội á là bây giờ nó tạo thành một cái tập tính của ngón cái luôn rồi. Cái ngón cái của người ta bây giờ bị tật nè, tật vậy nè.
lướt lên như thành tật luôn à. Mày cầm điện thoại lên là cứ vậy nè, và khi mà lướt mạng xã hội á, thì người ta cũng vậy nè, cứ lướt tới khoảng 3 giây không có gì coi là như vậy, cứ 3 giây không có gì coi là như vậy. Có nhiều người á, họ nói là 5 giây là phải vào đúng không, nhưng anh với anh không có câu chuyện 5 giây, anh là 3 giây. 5 giây vẫn quá lâu. Đúng, 5 giây vẫn quá lâu. Đó, và 1 giây, 2 giây, 3 giây là vô câu chuyện rồi. Là người ta à, có cái để coi, có thú vị là người ta sẽ ở lại người ta coi. Thậm chí nếu mà cuối clip mà có một cái điểm qua bất ngờ hoặc một cái thú vị gì đó là người ta sẽ còn coi lại nữa. Và khi coi đi coi lại nhiều lần vậy đó, là cái clip của mình nó sẽ viral. Đó, vậy thì khi mình hiểu được thói quen của khán giả, khi mình hiểu được thuật toán của nền tảng, khi mình có được công thức viral, thì mình đưa vô cái clip của mình thì anh đảm bảo với 100% nó sẽ có view rất cao. Và những cái video trên kênh của anh á, thì nhiều khi anh bào số lượng để nuôi kênh á, thì có những video là cũng view nó cũng thấp, nhưng mà những cái content mới anh làm luôn luôn view cao. Em thấy kênh của anh có một cái sự, thứ nhất là sự nhất quán và sự bền bỉ. Với cả khi mà em xem các video của anh thì em có thấy là anh gần như là reply tất cả các comment, tức là sẽ thả tim hoặc là gần như là cố gắng hết sức để reply rất nhiều. Đúng rồi. Vậy thì anh tìm đâu ra năng lượng để làm tất cả những việc đấy? Anh không biết các creator khác như thế nào, nhưng riêng bản thân anh á, có một cái sở thích mà anh làm đều đặn mỗi ngày, đó là đọc comment của khán giả. Và bản thân anh nghĩ rằng anh có được cái nút kim cương này là nhờ khán giả. Họ ủng hộ anh, họ yêu mến anh, họ sub cho kênh của anh, thì anh mới có được. Anh sẽ không bao giờ có được cái nút kim cương nếu như khán giả không ủng hộ anh và không yêu thương anh. Cho nên á, việc mà anh có được thành công như ngày hôm nay không phải dựa vào năng lực của anh, cũng không phải do là có cái nền tảng YouTube, mà chính vì có những người khán giả đó. Cho nên anh rất là trân trọng khán giả của mình. Cho nên khi mà khán giả đã comment, đã bỏ thời gian ra không, để mà comment cho cái clip của mình, thì không có lý do gì mà mình lại bơ nó. Anh luôn luôn trân trọng những cái comment đó, và anh tự nhủ bản thân mình là gì? Mình phải tôn trọng họ bằng cách là gì? Mình phải trả lời họ. Một cái điều cơ bản và đơn giản nhất mình làm để mình đối đãi lại với cái sự tử tế của khán giả đó là gì? Mình trả lời comment của họ. Và riêng anh nói thẳng luôn, ở đây mất lòng ai anh không biết, mà nếu một nhà sáng tạo nội dung mà không thèm quan tâm đếm xỉa tới comment của khán giả, đặc biệt là những fan trung thành của mình, thì người đó chưa phải là một nhà sáng tạo nội dung tử tế. Và thêm một cái nữa là gì? Tại sao anh không chừa bất cứ một cái comment nào? Có nghĩa là ai bình luận anh cũng trả lời, 100% anh phải trả lời. Còn nếu người ta thả icon thì anh vẫn sẽ tin. Anh không bao giờ mà anh quên tương tác với họ. Tại vì có một cái liên quan tới lại thuật toán viral, cũng là khi mà mình tăng cái tính tương tác trên kênh của mình á, thì cái clip của mình nó sẽ dễ viral hơn. Nó sẽ tăng tương tác hơn, nó đỡ bị flop hơn. Đó. Và khi mà có nhiều khán giả comment, mình phải biết ơn người ta. Biết ơn người ta, tại vì nhờ có những comment đó thì cái clip của mình nó mới viral được. Và cái thứ hai nữa là anh còn biết ơn hơn những người mà comment tiêu cực nữa. Có rất là nhiều người bên ngoài kia họ sợ đọc những comment tiêu cực, và thậm chí là họ, nếu mà họ đọc những comment tiêu cực đó là nhiều khi họ nản, họ bỏ, họ không làm nữa luôn, họ không xây kênh tiếp luôn. Đã từng là em. Nhưng anh thì khác nha. Anh khoái đọc mấy comment tiêu cực lắm. Tại vì em sao? Khi mà có những cái comment tiêu cực mà đánh giá, góp ý hoặc là chê bai mình á, thì anh mới biết được anh đang thiếu chỗ nào. Mà khi anh thiếu thì anh mới biết để anh bổ sung. Còn bản thân anh không có biết điều đó. Nhưng mà khán giả ở khắp mọi nơi họ xem, họ đánh giá thì đó, họ sẽ biết được anh đang thiếu cái gì. Và khi mà anh học được từ cái comment của họ là ngay lập tức cái video tiếp theo anh sẽ khắc phục liền. Và anh sẽ làm sao để chiều lòng khán giả của anh liền. Đó. Và càng ngày thì những cái lượng comment tiêu cực nó ít đi. Và comment tích cực nó tăng lên. Thậm chí anh còn thích là biến anti-fan thành fan của mình. Và bất cứ ai mà trả lời tiêu cực hoặc là tranh luận tiêu cực là anh đều cảm ơn họ. Anh comment, anh biết là anh cảm ơn họ, anh biết ơn họ. Và nhờ những cái sự góp ý đó của họ cho nên anh mới thay đổi bản thân mình được. Tại vì anh chưa hoàn hảo. Anh biết rõ là anh chưa hoàn hảo. Anh biết nội dung của anh chưa đủ hay. Anh biết nội dung của anh chưa phù hợp với lại nguyên tắc cộng đồng. Nó đôi khi nó sẽ xảy ra cái này, xảy ra cái kia. Và chính khán giả là người sẽ nhìn ra được. Đó, tại vì một con mắt không thể nào bằng hàng triệu con mắt, đúng không? Một bộ não không thể nào bằng hàng triệu bộ não được. Đó, cho nên là gì? Anh rất cần những comment như vậy để anh sửa đổi bản thân mình, để anh cải thiện nó. Và chính nhờ cái nguyên tắc này trong cái cách làm việc của anh, cho nên là video của anh càng ngày nó sẽ càng phù hợp hơn với khán giả, càng ngày nó sẽ càng thú vị hơn, và anh sẽ khiến cho khán giả sẽ tin tưởng anh hơn. Họ có thể không yêu mến mình lắm, nhưng mà ít nhất họ sẽ tin tưởng mình, là họ biết mình là một người biết lắng nghe và dám thay đổi để trở nên tốt hơn. Và nhiều khi đó chính là cái mà anh khiến cho đôi khi những kẻ ghét mình
họ quay lại họ thương mình hơn và họ lại sụp cho ủng hộ cho kênh của mình không chừng. Đó. Theo như em thấy, rất nhiều bạn làm sáng tạo nội dung, các bạn ấy nhìn thuật toán ở YouTube chẳng hạn, các bạn ấy sẽ nghĩ tức là có hai cái chiều hướng. Một chiều hướng sẽ là đây là một cái bộ máy, một cái hệ thống rất là cứng nhắc, một con robot và mình chỉ cần biết cách nó chơi nhà thì mình sẽ ok. Bên còn lại là thuật toán, nó là gọi là tâm lý học của con người thôi. Chỉ cần hiểu được con người tư duy như nào là sẽ auto thắng. Thì quan điểm của anh ở đâu giữa hai bên này? Tôi một bên là hoàn toàn là một và không, của một bên là tâm lý con người là chính. Ok, thật ra cả hai đó, hai cái suy nghĩ đó đều đúng. Nhưng anh thì anh không hướng về cái nào cả. Anh ở giữa. Có nghĩa là nếu mà nghĩ theo hướng này cũng đúng nhưng chưa đủ. Hướng này nó cũng đúng nhưng chưa đủ. Và em phải hiểu một điều là gì? AI là do con người viết ra, chứ không tự nó sinh ra. Cho nên là gì? Thay vì mình dựa vào AI thì mình phải là người điều khiển được AI. Và ai là người điều khiển và viết ra AI? Đó chính là con người. Vậy thì cũng chính là chúng ta. Và con người á thì nó sẽ có hỷ nộ ái ố, nó sẽ có bản chất của con người. Và con người thì ở mỗi quốc gia, mỗi thị phần nó sẽ có cái văn hóa khác nhau và cách nhìn nhận về đời sống xã hội, về luật lệ khác nhau. Đó, tại vì nếu mà nói về chính trị hay nói về tôn giáo thì đâu quốc gia nào giống quốc gia nào, đúng không? Chính xác. Thì đó, cho nên là gì? Nếu như mình đang phát triển trên một cái nền tảng YouTube, nó là một nền tảng video toàn cầu và cả thế giới cùng xem, thì nếu như mình chỉ dựa vào một cái tiêu chí nào đó để mình đưa ra công thức cho video của mình thì đó là một suy nghĩ rất là thiếu sót, hạn hẹp. Hạn hẹp. Và bản thân anh là như thế này nè. Đầu tiên anh sẽ dựa vào thuật toán của AI. Khi mình hiểu được con AI đó thì mình sẽ dựa vào những cái nguyên tắc cộng đồng, những cái cấm của nó để mình né, rồi những cái nào nó cho phép thì mình sẽ tối ưu, và mình hiểu được cái nào nó đủ để mình có thể lách luật được, để mình có thể tối ưu hóa nội dung của mình làm sao để vừa không vi phạm mà vừa có thể làm được những cái content nó wow hơn, đi trước đón đầu. Đúng. Cái thứ hai đó là gì? Khi mà bị vi phạm, YouTube nó cho mình kháng cáo mà. Và khi kháng cáo thì đâu phải con AI nó quét đâu, mà lúc này chính nhân sự của con người, chính là những người nhân viên của YouTube, họ sẽ ra họ coi lại cái video đó và xem thử xem là ok, này là do AI nó quét nhầm hay là do là mình đã quá gắt, và lúc này người xem người ta sẽ thấy là cái này có không đến nỗi thôi, và họ sẽ thả ra, nhả ra cho mình. Và lúc này kháng cáo thành công thì video của mình vẫn công khai và vẫn kiếm tiền bình thường. Thì đó là lý do tại sao mà các người viết ra con AI nó viết luôn cả cái chỗ để kháng cáo nữa. Tại vì nó biết được AI sẽ không bao giờ chính xác 100% được. Đó, lâu lâu con AI nó cũng khùng điên điên thì làm sao biết trước được. Vì hệ thống điện tử nó lâu lâu nó trục trặc thì sao biết trước được, đúng không? Rồi và quan trọng hơn nữa là gì? Cái video của mình á nó phân phối ở thị phần nào? Ví dụ như ở Việt Nam thì nó khác, ở Mỹ nó khác, ở Ấn Độ nó khác, và mỗi một cái thị phần con người ta có một cái thị hiếu khác nhau nữa. Cho nên ở đây nó không có một cái gì tuyệt đối cả, mà chúng ta phải dựa trên thuyết tương đối để chúng ta sản xuất nội dung. Và không có một cái gì chắc chắn 100% cả. Đôi khi anh có những cái video á anh nghĩ là nó sẽ viral nhưng cuối cùng nó không viral. Nhưng mà có những video đôi khi tụi anh chỉ quay chơi, quay thêm cho nó đủ KPI thôi, đăng lên nhưng vô tình nó lại viral, nó lại thịnh hành. Thì đó, cho nên là không có một cái gì tuyệt đối hết. Mà quan trọng là mình phải linh động và mình phải liên tục thay đổi, liên tục cập nhật xu hướng, liên tục phát triển bản thân và liên tục cải thiện và nghe, lắng nghe các khán giả của mình comment như thế nào và họ mong muốn điều gì, để mình có thể sản xuất, mình sáng tạo ra những cái nội dung nó phù hợp với thị trường ở thời điểm hiện tại nhất. Vậy thì với một số views khủng khiếp như vậy và với số lượng người subscribers cũng khủng khiếp không kém, thì anh nghĩ sao về những quan điểm họ nhìn vào những con số đấy và họ không tin? Họ nghĩ rằng có thể là ok, video này chạy quảng cáo hoặc là cái số subscribers kia là giả. Anh nghĩ sao về những cái quan điểm như vậy? Cái ngày mà anh trở thành YouTuber Việt Nam có lượng sub cao nhất và rất là nhiều người họ nhìn vào, họ chú ý vào để họ soi mói á, thì không ít người họ hiểu lầm anh và họ nghĩ rằng anh đã sử dụng những chiêu trò như là anh bỏ tiền ra để anh mua view, mua sub để anh đẩy cái kênh của anh lên. Hôm nay thì nhân tiện đây anh có cơ hội để anh có thể giải thích với mọi người là như này. Thứ nhất, mọi người phải hiểu rằng nền tảng YouTube không phải là một nền tảng nhỏ, và YouTube không phải là một cái công ty mà là thiếu tiền để đầu tư vào cái vấn đề về rà soát những cái vấn đề sai phạm trên cái nền tảng của mình. Họ là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Và nếu như các bạn là chủ của YouTube thì liệu rằng các bạn có cho phép những cái chiêu trò bẩn như vậy nó xảy ra trên nền tảng của mình hay không? Đúng không nào? Và nếu như mà có đi chăng nữa, hoặc là những người comment như vậy là những người đã từng sử dụng cái đó thì họ mới biết. Còn bản thân Ben hiện tại còn không biết cái đó như thế nào luôn á.
Và dạng, cho dù có thì có thể là có một lượng ít nào đó để qua mặt thôi. Chứ làm sao mà có thể làm tới mức mà trở thành kênh đứng đầu Việt Nam được. Đúng rồi. Đúng không nào? Cho nên là cái điều này là điều là bất khả thi rồi. Và cho dù và khi mà một kênh của mình mà trở thành một kênh đứng đầu Việt Nam rồi thì nền tảng nó sẽ tiếp tục quét và nó rà soát, nó kiểm duyệt gắt gao hơn nữa để nó đảm bảo được quét liên tục mà. Đúng, chính xác. Và nếu vừa rồi á thì Ben có họp với lại một số ban lãnh đạo của YouTube ở bên Mỹ. Thì họ cũng khẳng định luôn là gì? Nếu như ai đó mà sử dụng những chiêu trò bẩn để mà mua view, mua sub gọi là buff thì kia thứ á, thì ngay lập tức YouTube sẽ quét ra được và sẽ bóp tương tác cái kênh đó ngay lập tức, là kênh bị flop liền. Cho nên là không thể nào mà có thể tăng trưởng được. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn có thể nhìn vô kênh của Ben đó, nó tăng trưởng liên tục, nó tăng trưởng liên tục. Ngày hôm nay đã là 22,5 triệu, đúng không? 22 triệu rưỡi sub rồi. Vâng. Và chắc cuối tháng này là lên 23 triệu sub. đó. Thì nếu như mà một kênh mà bị nền tảng nó quét ra và nó phát hiện rồi bóp tương tác tất cả cái thì làm sao có thể tăng trưởng hoài như vậy được, một trong một khoảng thời gian dài như vậy. Và cái thứ hai nữa là nếu cho dù có thể mua được cái mức như vậy thì bao nhiêu tiền cho đủ. Đúng rồi, sẽ phải đẩy tiền vào liên tục luôn. Trong khi bản thân Ben, mọi người biết là xuất phát điểm của Ben là một người rất là nghèo. Xuất phát điểm của Ben là con số không tròn chính luôn á, không có một cái gì luôn á. Đó. Vậy thì lấy đâu ra cái nguồn tài nguyên về tài chính để mà có thể mua những cái như vậy được, đúng không? Mua một số ít thôi là đã không có tiền rồi, chứ đừng nói mua để trở thành đứng đầu Việt Nam. Đó. Và bản thân Ben không bao giờ thích cái hư danh. Ben chỉ thích cái chất lượng thôi. Có tiếng mà không có miếng thì bức. Bản thân Ben bây giờ cái kênh của Ben đem về có doanh thu rất là tốt. Có nghĩa là mình cần cái miếng rồi, mình cần cái tiếng. Cho nên thật sự bây giờ được giải thích Ben cũng không có khoe. Nhưng giờ lên Facebook Ben đâu có đăng, đâu có khoe gì đâu. Ben nhẹ nhàng lắm. Đó. Và Ben cũng khẳng định với mọi người luôn, YouTube là một nền tảng cực kỳ uy tín, chất lượng và có đủ cái công nghệ, có đủ cái tài chính, có đủ tư duy đội ngũ để mà gì, để mà rà soát, kiểm duyệt và ngăn chặn tất cả những hành vi xấu, hành vi bẩn trên nền tảng của mình. Và sắp tới nó sẽ còn cập nhật rất là nhiều tính năng hay nữa để nó phù hợp với lại thị hiếu khán giả, cũng như là xây dựng một cái sân chơi online lành mạnh, nhân văn, đem lại giá trị cho cộng đồng, chứ không đơn thuần chỉ là ăn tiền quảng cáo. Bên khẳng định mọi người như vậy. Cho nên là mọi người cứ yên tâm là khi tham gia vào cái nền tảng YouTube, mọi người sẽ có một cái sân chơi công bằng và trong sạch. Và ai là người nỗ lực nhiều hơn thì người đó sẽ có được thành tựu tốt hơn. Thật ra đấy cũng là một cái tinh thần, một cái mindset mà em nhìn thấy rất nhiều từ các creator, là khi mà có một khoảng thời gian chẳng hạn views của các bạn bị giảm, sau các bạn sẽ nhìn vào đấy và bảo ôi chứ mà thuật toán nó thay đổi thế hay thế kia. Sau lúc đấy thường thường em chỉ nhìn vào đấy và em có đúng một lời khuyên thôi, chả có thuật toán gì ở đây đâu. Ông thời gian đấy có thể là ông thay đổi về số lượng, ông thay đổi về cách ông làm, có thể là ông vẫn làm cái ông nghĩ là hay, mà đến thời điểm đấy nó phải thay đổi rồi. Đó, em luôn muốn quy tất cả mọi thứ trách nhiệm về trong chính bản thân mình. Bởi vì như thế thì mình mới dễ kiểm soát nhất. Còn nếu mà cứ liên tục đổ lỗi là ok, kiểu kênh người này họ lên nhanh thế mà kênh mình lên chậm, bởi vì họ mua sub xong rồi họ mua view các thứ. Hoặc là ôi thời gian trước tôi lên video của tôi được từ này view xong bây giờ nó chỉ bằng một nửa, là do thuật toán thay đổi, nó không phải do tôi. Em thấy cái tư duy đấy nó không chỉ không thành công được ở trong cái mảng sáng tạo nội dung, em nghĩ là không thành công ở tất cả mọi nơi luôn ấy. Ok, thôi để Ben trả lời cho các bạn biết rõ về cái vấn đề này luôn nè. Đôi khi em nói cũng chưa chính xác lắm, không phải chưa đầy đủ lắm. Ben sẽ bổ sung đầy đủ cho các bạn biết rõ luôn nè. Tại sao view hoặc sub trên kênh của mình lúc lên lúc xuống? Cái này Ben đã họp trực tiếp với YouTube rồi. Và cái câu trả lời chính xác nhất là gì? Nó mang tính chất thời vụ, thời điểm, và mang tính chất cạnh tranh giữa các nền tảng. Chứ không phải là do thuật toán, hay là do các bạn đăng nhiều đăng ít hay như nào, hay do các bạn nội dung hay dở ra sao, nó chỉ là phần ít thôi. Cái phần chính là gì? Đó là mang tính chất thời điểm. Giả sử cái mùa Tết view nó khác, cái mùa nghỉ hè view nó khác, cái mùa đầu năm view nó khác. Tại vì sao? Tại vì mỗi một thời điểm các nhà quảng cáo dồn tiền vào chạy quảng cáo chiến dịch cho nền tảng khác nhau. Và mỗi một nhãn hàng nó sẽ có một cái thị hiếu khán giả, một phân khúc khán giả để nó đánh vào khác nhau. Và mỗi một thời điểm như vậy nó sẽ có sự khác nhau. Cái thứ hai là gì? Bên nói một ví dụ về vấn đề về user, người xem. Giả sử như gần cận cái mùa thi tốt nghiệp của các bạn nè, người ta lo, người ta học, thời gian đâu người ta lướt điện thoại người ta xem. Thì đương nhiên view nó phải tục. Thi xong đi vô hè đi, người ta chơi nhiều, mấy đứa nó suốt ngày nó lướt điện thoại nhiều, lúc qua thấy view nó sẽ tăng lên. Nó tính thời điểm. Rồi thêm một cái nữa là gì? Ví dụ như về Tết đi, ví dụ như gần Tết thì nội dung của nó, nếu bạn làm nội dung về Tết, bạn sẽ có view. Còn bạn làm nội dung về content khác nó không có view. Tại vì đang Tết, mọi người đang hứng thú đón Tết mà. Những cái content về Tết người ta thích xem lắm. Cái format của bạn, cái content của bạn, bạn làm sao bạn đưa cái yếu tố Tết vào
thì bạn sẽ có view. Còn nếu bạn không làm được điều đó thì view nó tụt. Tại vì sao? Người ta đang có cái nôn nao, người ta muốn hưởng không khí Tết, người ta xem nội dung Tết mà. Hoặc là ví dụ mùa hè này, nếu các bạn làm cái gì mà liên quan tới travel đó, du lịch, nghỉ hè, đi chơi bời này kia thứ mà kết hợp là bạn đưa vào được cái content format của kênh bạn thì bạn sẽ view cao. Còn nếu bạn vẫn là giữ một cái khác nó không liên quan tới tính thời vụ thời điểm này, chắc chắn view sẽ tiếp tục. Cái này nó không liên quan gì tới việc mà các đăng nhiều đăng ít hết đó. Cái này nó liên quan tới là gì? Thị trường. Và nếu như bạn không nghiên cứu rõ và hiểu rõ về thị trường, về con người á, thì bạn sẽ khó mà có thể phát triển được trên nền tảng. Và các bạn phải hiểu một điều, chúng ta đang làm clip cho con người xem, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của con người thì chúng ta mới có thể làm tốt được. Đó, cho các bạn câu trả lời chính xác nhất rồi đó. Thêm một cái nữa, Ben muốn nói này là tất cả những kiến thức này Ben học ở đâu? Ben học từ YouTube. Còn các bạn học từ đâu? Các bạn học từ kiểu người này người kia nói ra nói vào nói tới nó nuôi đồn đại trong trong cộng đồng, trong giới này khi các thứ hoặc là một số YouTuber này YouTuber kia chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của họ mà họ chưa bao giờ trực tiếp làm việc với YouTube luôn. Thì đương nhiên họ chỉ trả lời theo kinh nghiệm, theo cảm giác của họ thôi, chứ không bao giờ có câu trả lời chính xác 100% theo về mặt nền tảng, về mặt của đứng góc độ của YouTube được. Cho nên ngày hôm nay nè, nhân cái chương trình này bên chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là gì? Bạn El là quản lý đối tác cộng đồng YouTube Shop Việt Nam mình thường xuyên gửi cái email để mời các bạn vào cộng đồng á, và hàng tháng hàng tuần đều có những cái buổi online họp trên Meet trực tiếp với YouTube để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thuật toán, cập nhật tính năng thời vụ, hashtag, chiến dịch của YouTube từng thời điểm một, và được mời rất là nhiều các YouTuber thành công, những creator đẳng cấp về để chia sẻ, và có cả chuyên gia và các energy của YouTube tới để mà trả lời câu hỏi thắc mắc trên kênh của các bạn luôn. Các bạn hãy, nếu mà nhận được cái email đó thì các bạn hãy đăng ký tham gia vào cộng đồng YouTube Shorts Việt Nam để tham gia vào những cái khóa học, những cái chương trình của YouTube để gặp gỡ các lãnh đạo và gặp gỡ chúng tôi, để chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn những cái tính năng, những thực tế, những cái kinh nghiệm đó để các bạn làm kênh nó đúng nhất, chứ đừng có đi nghe tùm lum tà la ở đâu bên ngoài rồi học ông này ông kia, chính trong khi bản thân họ cũng chưa chắc đã thành công thì nó là điều không nên. Và đừng gây cái sự hỗn loạn và hiểu lầm. Học là phải học đúng người, đúng nơi, đúng chỗ. Học từ gốc thay vì học từ đúng ngọn. Học tận gốc luôn thì lúc đó các bạn sẽ biết cái công thức chính xác nhất để các bạn làm. Và Ben là người như vậy cho nên mới thành công nhanh được, chứ còn tùm lum tà la bên ngoài lang mang thì làm sao có được những cái thành tựu như thế này. Cho nên các bạn nhớ nha, hãy tham gia vào cộng đồng và làm sao cho cộng đồng mình nó đông lên, nó lớn mạnh lên. Nó có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người trong cộng đồng YouTube Short của Việt Nam mình rất là đông. Thì lúc đó YouTube nó bên Mỹ á, các lãnh đạo bên Mỹ bay về Việt Nam xong rồi tổ chức những event, những chương trình workshop ở Việt Nam cho YouTuber Việt Nam mình, rồi bắt đầu cập nhật thêm những tính năng mà bên Mỹ đưa về Việt Nam mình để ưu tiên, ưu ái cho thị trường Việt Nam mình nữa. Thì lúc đó cái thị trường YouTube và các YouTuber Việt Nam mình cực kỳ sướng và thu hoạch được rất nhiều giá trị, chứ không chỉ là kiếm tiền YouTube nữa. Thì lúc đó mình sẽ có tiếng nói trên toàn cầu luôn, chứ không chỉ là đơn giản chỉ là làm YouTube kiếm tiền nuôi sống qua ngày đâu. Các bạn hãy nghĩ lớn lên. Đó. Đấy là đúng là thứ em muốn hỏi. Đây cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng của em, là trong cái vision, cái tầm nhìn của anh nghĩ là cái việc làm YouTube nó có thể trở thành một công việc ổn định mà ai cũng có thể tham gia được không? Ben cảm thấy YouTube hoàn toàn có thể trở thành một công việc ổn định. Mà dùng từ ổn định thì coi thường YouTube quá. Một sự nghiệp có thể giúp mình có thể mang về nhiều thành tựu. Đúng. Tại sao Ben nói như vậy? Thứ nhất, YouTube phù hợp với tất cả mọi người. Tại sao phù hợp tất cả mọi người? Tại vì mỗi người có một cái sở thích, sở trường riêng, và YouTube nó đâu giới hạn về content đâu. Bạn giỏi cái nào bạn làm cái đó. Và ví dụ như bạn thích làm về thời trang thì bạn làm kênh về thời trang. Bạn thích du lịch, bạn làm về du lịch. Bạn thích ẩm thực, bạn làm về ẩm thực. Bạn thích thú cưng, bạn làm về thú cưng. Bạn thích công nghệ, bạn làm về công nghệ. Hoặc là giống như Ben thích võ thì Ben làm về võ. Ben thích làm phim thì Ben làm phim. Đó, hoặc rất là nhiều học sinh, sinh viên có thể làm những cái content liên quan tới đời sống học sinh, nhà trường, vân vân. Và tại sao Ben lại nói là YouTube có thể phù hợp với tất cả mọi người? Ben sẽ kể một cái dẫn chứng cụ thể này. Học trò của Ben có một bạn chỉ là đi chạy xe ôm kiếm tiền sống qua ngày thôi, nhưng mà khi mà gặp Ben dạy cho làm YouTube thì bây giờ chuẩn bị lấy nút bạc và đã bật kiếm tiền kênh được rồi. Và hiện tại thu nhập của bạn ấy gấp 3 lần so với ngày xưa đi chạy xe ôm. Và cái thu nhập nó còn tăng trưởng thêm nữa. Rồi Ben có một người học trò khác là làm dancer, chỉ là vũ công nhảy thôi, kiếm tiền thông qua việc là đi nhảy đi nhót thôi, nhưng mà cảm thấy nó cũng không có ổn định, lúc thì ế xô, không có tiền ăn. Khi mà đến với Ben dạy bạn đó làm YouTube thì bây giờ bạn ấy đã kiếm được khoảng gần 400 triệu một tháng.
À, có nghĩa là thu nhập của bạn ấy đã tăng trưởng gấp 100 lần. Gần 100 lần so với trước đây. Rồi Ben có một bạn đệ tử là làm công nhân. Làm công nhân thì khi mà Ben dạy cho bạn đó làm YouTube thì bây giờ bạn đấy cũng có được một cái công việc nó ổn định hơn, thu nhập tốt hơn ngày xưa làm công nhân. Vậy quay lại bản thân Ben đi. Ben xuất phát điểm là học về công nghệ thông tin, về IT. Nếu như mà Ben không làm YouTube hay không theo hướng võ thuật á, là bây giờ Ben chỉ ngồi làm máy tính, học về IT nhưng mà vẫn có thể làm YouTube được. Và bây giờ lại trở thành YouTube kênh mạnh nhất Việt Nam. Thì rõ ràng là YouTube nó đâu có kén chọn đâu. Nó phù hợp với tất cả mọi người, ai cũng làm được, độ tuổi nào, ngành nghề nào hay là xuất phát điểm như nào cũng làm được. Bản thân Ben xuất phát điểm đâu có tiền làm đâu. Thời gian đầu đâu có tiền trả các bạn đâu, thì cũng tự quay tự dựng mấy cái đơn giản thôi mà. Và Ben quay bằng điện thoại. Đúng không? Đó. Cho nên là đối với câu hỏi của em thì, và anh cũng khẳng định với tất cả quý khán giả luôn là YouTube là một nền tảng phù hợp với tất cả mọi người trên thế giới, phù hợp với tất cả loại hình văn hóa, tín ngưỡng. Và ngoài ra nó không là một công việc chỉ để thể kiếm sống, mà nó có thể tạo ra một nguồn thu nhập có thể là nuôi sống cả gia đình mình, là một sự nghiệp có thể cống hiến cả đời được. Và thật sự biết ơn YouTube luôn. Và nói tới đây là Ben phải cảm ơn những người mà đã sáng tạo ra YouTube, đã tạo ra một cái sân chơi cực kỳ tiềm năng, cực kỳ bổ ích, lành mạnh, và có nó đem về rất là nhiều giá trị, thu hoạch rất nhiều giá trị cho cả người sáng tạo lẫn người xem và cộng đồng. Và Ben cảm thấy cái này là rất là tuyệt vời. Cho nên là đối với Ben, Ben sẽ làm YouTube đến cuối đời luôn. Thậm chí là sau này Ben có mất đi, Ben thừa kế kênh lại cho con cháu của mình tiếp tục nó phát huy, nó làm lớn hơn nữa, lấy nút ruby, còn lấy nút kim cương đỏ, rồi lấy thêm mấy nút kim cương đỏ nữa. Rồi càng ngày càng phát triển lên nữa. Coi như là để khép lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em rất cảm ơn anh Ben vì câu chuyện, ngoài câu chuyện thật sự rất là nhiệt huyết, tràn đầy cảm hứng, mà chứa đựng trong đó còn có rất nhiều bài học và giá trị không chỉ với em mà với tất cả các bạn khán giả, đặc biệt là những cái bạn đang trên hành trình trở thành nhà sáng tạo nội dung. Và ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho mình hay cho anh Ben Eagle thì hãy để lại phía bên dưới. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.